Chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một sản phẩm có tên là HRX Pro. Đây là một loại phân bón mà khi chúng ta phun lên cây, phun lên trái sẽ giúp cho trái cây lên màu, bóng trái, đẹp mã, tăng phẩm chất. Thì ở bên trái màn hình của các bạn đó là mẫu mã của chai siêu sạch trái, tẩy trái, bóng trái và lên màu trái. Thì đây là một sản phẩm rất là cần thiết trong cái giai đoạn mà thu hoạch các vườn cây ăn quả, các vườn cây công nghiệp. Thì bà con nông dân thường hay sử dụng những sản phẩm mà lên màu để trái của chúng ta trông đẹp hơn mà không ảnh hưởng đến chất lượng của trái, cũng như không ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Nhưng mà cái mẫu mã của sản phẩm và phẩm chất của trái thì nó sẽ tăng lên, giúp cho nhà nông thì bán nông sản được giá cao hơn. Về thành phần của sản phẩm này thì thành phần sản phẩm bao gồm như sau: đạm 5,5%, lân 5,5%, kali 5,5%, magie 200 ppm, bo 150 ppm, vitamin B1 120 ppm, chất vi hiếm vừa đủ. Thì ở đây mình xin phân tích sâu hơn và tổng quan về thành phần của sản phẩm này. Chúng ta nhìn vào tổng quan thì chúng ta thấy được sản phẩm này có đầy đủ đa, trung, vi lượng và siêu vi lượng. Chất vi hiếm nghĩa là siêu vi lượng các bạn. Thì đúng một sản phẩm mà nó có đầy đủ bốn nhóm nguyên tố như vậy thì có thể nói là nó sẽ cung cấp cho cây những dưỡng chất cực kỳ đầy đủ, cực kỳ hữu hiệu để cho cây, cho trái phát triển một cách tốt nhất có thể. Thì với hàm lượng đạm, lân, kali ngang bằng nhau như thế này thì sẽ giúp cho cây nuôi trái được tốt hơn, trái lớn đều hơn. Tránh được những hiện tượng như là trái bị méo mó, lớn không đều, da sần, da cám, da lu vân vân. Ngoài ra có magie 200 ppm này, đó là một cái trung lượng giúp cho cây có khả năng giúp cây quang hợp tốt hơn, tạo ra đường bột nuôi trái nhiều hơn, giúp cho trái cây sẽ ngọt hơn. Bo thì làm cho chống hiện tượng rộng trái vì là bo ngăn cản thành tầng rời, giúp cho trái cây không có bị rụng. Vitamin B1 thì làm cho màu sắc của trái tươi thắm hơn, trái có nghĩa là lâu héo hơn. Chất vi hiếm thì bổ sung cho trái, cho cây, giúp cho cây và trái tăng cường được cái sức kháng thể, giúp cho cây có thể là tồn tại được và nuôi trái được trong điều kiện hoàn cảnh bất lợi. Về công dụng thì HRX Pro là một sản phẩm phân bón với các hoạt chất nano thông minh thấm sâu vào vỏ tế bào của trái, bảo vệ trái khỏi virus, sâu bệnh, vi khuẩn tấn công trên trái, giúp cây có nội lực kháng lại những điều kiện hoàn cảnh bất lợi, tăng phẩm chất nông sản, trái đẹp lên màu, tránh các một số hiện tượng như vậy là da lu, da cám, sọc ếch trên trái cây. Giúp cây phòng bệnh một số bệnh như là ghẻ trái, nám trái, lem trái, nấm bò hóng. Giúp cây chống lại hiện tượng rụng trái non, thối trái, héo cuống. Tránh được hiện tượng trái bị méo mó, lớn trái không đều, vỏ trái sàn sùi. Thì sau đây mình xin chia sẻ với các bạn hướng dẫn sử dụng. Thì đối với cây trồng là cây thanh long, cam, chanh, quýt, bưởi, sầu riêng, vú sữa, bản cầu, ổi, mặn, mít, dâu tây, táo, sabo, dâu hạ châu, thì cách lượng phun thuốc đó là khi cây bắt đầu tượng trái non và đến khi thu hoạch thì chúng ta phun cái liều lượng đó là 20-25ml trên bình 16 lít nước. Chúng ta phun ướt đều các bề mặt của trái, thì định kỳ thì chúng ta phun từ 2-3 lần trên một vụ các bạn nhé. Mình xin nhắc lại cái liều lượng đó là chúng ta phun liều lượng đó là 20-25ml trên bình 16 lít nước. Thì cái chai này 500ml á, thì chúng ta pha cho 2 phi, mỗi phi 200ml thì đến ra chai 500ml này pha được 400ml các bạn nhé. Thì video mình chia sẻ về sản phẩm HR Pro phân bón lên màu trái đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.